Vào ngày 13 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm được 6 nghi phạm, nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên 45 người trong vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Trong số này, 2 nghi phạm tự ra đầu thú trong đêm ngày 12 tháng 6. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan đang bỏ trốn. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Chư Quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đối với các cơ quan truyền thông, cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Chỉ vì những mâu thuẫn kéo dài trong cuộc sống hàng ngày, Nguyễn Sĩ Khánh đã ra tay đánh người hàng xóm đến tử vong. Đối tượng vừa bị công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giết người. Vào chiều ngày 3 tháng 6, khi Khánh đang trồng cây cà phê ở trong vườn, thì ông Phạm Huy Bừng là hàng xóm của Khánh đã lời qua tiếng lại. Cùng với mâu thuẫn nhiều lần trước đó, hai bên đã xảy ra xô xát. Đối tượng đã lấy một cây gỗ gần đó đánh liên tiếp vào đầu, khiến nạn nhân tử vong. Chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi gây án, công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng bắt giữ được các đối tượng gồm Nguyễn Duy Khỏe, Đào Văn Dương, Hoàng Hiệp, Bùi Trung Hiếu và Trần Công Vinh về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, ngày 3 tháng 6, sau khi nhận trình báo của nạn nhân về việc bị 4 đối tượng bịt mặt khống chế cướp xe máy trên tuyến quốc lộ 38 thuộc địa phận phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, chưa đầy 24 giờ gây án, đội cảnh sát hình sự công an thị xã Duy Tiên đã điều tra bắt giữ được 4 đối tượng. Các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản. Sau khi cướp được thì bán xe cho Nguyễn Duy Khỏe. Hiện cơ quan đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 2 bị cáo gồm Trần Hoàng Nam chú thành phố Hồ Chí Minh và Trương Quy Thình chú tại Cà Mau về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào ngày tháng 12 năm 2022, công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang Trần Hoàng Nam và Trương Quy Thình có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ hơn 400 viên nén và trên 100 gram ketamine. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người từ thành phố Hồ Chí Minh về Vĩnh Long với giá là 5 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hoàng Nam 20 năm tù, Trương Quy Thình 17 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt giữ thêm 6 nghi phạm, nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên 45 người trong vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Trong số này, 2 nghi phạm tự ra đầu thú trong đêm ngày 12 tháng 6. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người có liên quan khác còn đang bỏ trốn. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Chư Quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo các yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đối với các cơ quan truyền thông, cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Theo thông tin cung cấp, một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên được xác định cư trú tại huyện Krông Búc của tỉnh Đắk Lắk. Công an huyện Krông Búc tỉnh Đắk Lắk vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ tấn công vào trụ sở xã Ea Cơ Tu và xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Các gia đình có con em, người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động, động viên họ ra đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng. Kêu gọi đồng bào, nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác, giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh. Đối với trường hợp tiếp tục lẩn trốn, phạm tội mới, khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Công an huyện sẽ bảo mật thông tin và bảo vệ thân nhân, gia đình người đầu thú, người cung cấp thông tin. Địa chỉ liên hệ đầu thú công an huyện Krông Búc có địa chỉ tại thôn Nam Tân, xã Chư Cà Bô, huyện Krông Búc của tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 0262 350 5989 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Chuyển sang những thông tin khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đang xử lý vi phạm của nhóm đối tượng gồm 31 thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Nông đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 đối tượng, tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan hiện đang bỏ trốn.
do mâu thuẫn với nhóm thanh niên thuộc xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, trong đó có Đỗ Đình Tuyến ở khu 14 xã Hiền Quan. Vào ngày 7 tháng 6, đối tượng tên Nhật và Trung đã cùng hàng chục thanh niên khác mang theo các loại hung khí hẹn gặp Tuyến ở cầu Ngọc Tháp. Khi không thấy nhóm của Tuyến, Trung, Nhật cùng một số thanh niên đã đến xã Hiền Quan, huyện Tam Nông. Tại đây, nhóm của Trung, Nhật bị một nhóm thanh niên khác đứng hai bên đường dùng gạch đá ném vào người. Hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến gây mất an ninh trật tự. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một xe mô tô, một chai nhựa dung tích 1,5 lít bên trong có chứa xăng, một con dao tự chế dài 94 cm. Ngoài việc xử lý các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm các trường hợp giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Công an thành phố Huế vừa bắt giữ Phạm Thị Nở, trú tại xã An Phú Tây, tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nở là đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản cách đây hơn 21 năm. Ngày 31 tháng 5 năm 2000, Phạm Thị Nở cùng với hai đối tượng khác vào chợ Đông Ba, Huế lấy trộm đi một túi sách bên trong có chứa nhiều tài sản, bị công an phát hiện bắt giữ. Tháng 10 năm 2000, Tòa án Nhân dân thành phố Huế tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Nở 6 năm tù giam. Tuy nhiên, Nở bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi nhiều nơi ở khác nhau và không chấp hành bản án của tòa án. Tháng 4 năm 2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định truy nã đối với Nở. Sau một thời gian dài truy nã, ngày 8 tháng 6 năm 2023, tại đường Hải Thượng Lạn Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế đã bắt giữ được Nở. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Nở sinh sống ở nhiều nơi và tự lấy tên gọi là Phạm Thị Nga nhằm che giấu nhân thân, lai lịch, trốn tránh truy nã, tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Chiều ngày hôm nay, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết các lực lượng chức năng đã bắt thêm 6 nghi phạm, nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên 45 người trong vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Trong số này, thì 2 nghi phạm tự ra đầu thú trong đêm ngày 12 tháng 6. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan khác còn đang bỏ trốn. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Chư Quynh và các địa bàn xung quanh cần bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đối với các cơ quan truyền thông thì cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Theo thông tin cung cấp, một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên được xác định cư trú tại huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk. Công an huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ tấn công vào trụ sở xã Ea Cơ Tu và xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Các gia đình có con em, người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động, động viên họ ra đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng. Kêu gọi đồng bào, người dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác, giúp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh. Đối với các trường hợp tiếp tục lẩn trốn, phạm tội mới, khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Công an huyện sẽ bảo mật thông tin, bảo vệ thân nhân, gia đình, người đầu thú, người cung cấp thông tin, địa chỉ liên hệ đầu thú, Công an huyện Crong Búc, địa chỉ thôn Nam Tân, xã Chư Cơ Bô, huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 0262-350-5989 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Chuyển sang một thông tin khác. Một người đàn ông 33 tuổi cư trú tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có những bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức trên mạng xã hội liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Trước đó, ngày 11 tháng 6, người đàn ông này đã sử dụng tài khoản Facebook của mình vào bình luận với nội dung vô căn cứ và hoàn toàn không đúng sự thật về vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở công an xã ở tỉnh Đắk Lắk. Làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận bản thân thường xuyên truy cập vào các hội nhóm bàn luận về chính trị, mang nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội, dẫn đến bản thân có sự thiếu hiểu biết và nhận thức lệch lạc. Từ đó đã có những bình luận thiếu kiểm chứng, xúc phạm danh dự của lực lượng công an nhân dân. Căn cứ hành vi và mức độ vi phạm, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt người đàn ông này 7,5 triệu đồng, yêu cầu gỡ bỏ tất cả các nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm. Tự ý giả chữ ký của giám đốc công ty để làm giả 73 bộ tài liệu cải tạo xe cơ giới, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng Lê Đình Vĩ và Hàn Văn Thăng cùng chú tại tỉnh Thanh Hóa về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.
Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, mặc dù không được giao nhiệm vụ làm hồ sơ xe cơ giới cải tạo, nhưng Hàn Văn Thăng và Lê Đình Vĩ đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của công ty, tự ý giả chữ ký của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí ô tô Nhật Minh để làm giả 73 bộ tài liệu cải tạo xe cơ giới, sau đó sử dụng mang đi làm thủ tục thẩm định thiết kế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa và đi làm thủ tục nghiệm thu tại các trung tâm đăng kiểm. Qua xác minh, thì Thăng và Vĩ đã làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu như bản thuyết minh thiết kế xe cơ giới cải tạo, bản vẽ thiết kế xe cơ giới cải tạo, công văn đề nghị thẩm định, văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo, biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo. Đổ thải gần 412 tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường, Nguyễn Hữu Tuấn trú tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội và Phạm Quang Sơn trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vừa bị công an tỉnh Hà Nam khởi tố về hành vi xả chất thải chưa qua xử lý môi trường. Trước đó, thì ngày 1 tháng 4 năm 2023, công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Long Nguyệt trong quá trình hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng đã đổ thải gần 412 tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Quang Sơn, phó giám đốc công ty và Nguyễn Hữu Tuấn, quản lý trạm trộn công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Long Nguyệt là đối tượng trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên. Theo thông tin cung cấp, một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên được xác định cư trú tại huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk. Công an huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ tấn công vào trụ sở xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Các gia đình có con em, người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động, động viên họ ra đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng. Kêu gọi đồng bào, nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác, giúp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh. Đối với trường hợp tiếp tục lẩn trốn, phạm tội mới, khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Công an huyện sẽ bảo mật thông tin, bảo vệ thân nhân gia đình người đầu thú, người cung cấp thông tin. Địa chỉ liên hệ đầu thú, Công an huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ thôn Nam Tân, xã Chư Cơ Bô, huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 0262-350-5989 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Cấp ủy chính quyền địa phương và Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Chư Quynh vào ngày hôm nay đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 4 đồng chí công an 2 xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu và 2 cán bộ xã đã hy sinh trong vụ tấn công gây mất an ninh trật tự tại Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh. Tại buổi lễ, sau khi công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ cho 6 đồng chí công an và cán bộ xã, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và các đồng chí lãnh đạo đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình của 6 đồng chí. Các đồng chí đại diện cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Chư Quynh và nhân dân đến dự lễ đã thắp những nén tâm nhang kính viếng các liệt sĩ, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn, chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân gia đình các đồng chí. Trong điếu văn truy điệu tại buổi lễ, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Chư Quynh đã ghi nhận đánh giá rất cao quá trình công tác cống hiến và sự hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân của 6 đồng chí. Đây không chỉ là nỗi đau thương của gia đình các liệt sĩ mà còn là mất mát của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong buổi tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng, biến đau thương thành hành động, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk nguyện tiếp tục thi đua, học tập, công tác, chiến đấu, lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong ngày hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với Đại úy Hà Tuấn Anh, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk và Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ công an xã Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Những cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng úy Đoàn Đình Bốp,
Phó trưởng Công an xã Ea Cơ Tu và Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ Công an xã Ea Cơ Tu vì đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Vào ngày hôm nay, thì Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết sức khỏe của hai cán bộ Công an xã Ea Cơ Tu bị thương trong vụ một nhóm đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đã tạm ổn và đang hồi phục. Hai cán bộ Công an xã Ea Cơ Tu bị thương là Đại úy Lê Kiên Cường và Thượng úy Đàm Đình Bốp. Ngày thứ ba sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của cả hai đã hồi phục, diễn biến tốt và hoàn toàn tỉnh táo, có thể đi lại được. Trước đó, thì đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đoàn công tác của Bộ Công an cùng các cơ quan đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hai cán bộ Công an xã bị thương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi cán bộ Công an bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.